Bịch này là bịch sinh sáo nè các bạn. Xương sáo. Cái bịch này là hồi mấy năm trước là mình có nấu một lần rồi thì rất là ngon luôn, nhưng mà mình nấu theo cái liều lượng là 50g với 1 lít nước là nó bị cứng. Mình cho nên là lần này mình sẽ thêm một chút xíu nước nữa cho nó mềm ra dễ ăn. Được bột xương sáo hồi đó mình muốn ăn xương sáo là mình phải nấu bằng dây. Còn bây giờ là người ta có bịch bột sẵn rồi. Dây gì? Ủa này là gì vậy? Dầu chuối. Thơm ghê. Hồi đó có dây xương sáo liền. Người ta nấu người ta phải khô người ta nấu á. Chứ đâu có phải bột gì đâu. Công nhận cái này. Thơm. Thơm quá. Xé này ra được không? Xé được không? Cái nước này nè, mình cái bọt này nè mình quậy nó dễ bị giống cục cho nên là mình sẽ quậy ít nước trước, xong mình chế nhiều nước vô sau cho nó đừng bị giống cục. Nhanh thù lùi luôn. Ui. Nó dễ bị giống cục ha. Này nấu nhanh siêu nhanh luôn á. Nhưng mà còn trong giá nè. Mấy xấu sủa thấy hơn không? Ủa cái con bắn con gì Kem? Dạ con chè. Vậy nãy chưa bắn được không? Dạ được. Vậy hả? Mà nó bị sảy rồi. Vậy hả? Cái nặng thun nó ai làm cho con hả? Dạ con à. Sao con hay quá vậy? Hả? Hay quá ta, hồi nhỏ xíu mà biết làm nặng thun luôn. Này là ba ấy hơn 1 lít nước nè. Nhỉnh hơn chút xíu. Như em ta, đúng không? Thích ăn xương sáo ngọt hả? Xương sáo lạc? Ngọt ngọt chứ đừng lạc quá à, cũng ngon. Trắng vô nó ngọt ngót ngót, ăn ngon ha. Giống như rau câu vậy. Cái món xương sáo này nè các bạn, mình phải quậy trên lửa mà quậy chừng nào cho nó sôi, từ lúc nguội cho tới lúc sôi luôn, cho nên giờ mình phải nhóm lửa nước mà quậy nhanh á, coi gì chứ nhanh lắm. Xương sáo mình làm ăn ngon hơn ngoài chợ, tại ngoài chợ nó đâu có đường đâu, còn mình làm thì nó có đường. Chứ lại sợ người ta làm nước nó không sạch nữa. Con nghe nói hồi đó người ta múc nước dũng rồi người ta quậy xương sáo á. Nằm mơ. Con nghe nói vậy chứ. Không phải, biết sao không? Biết sao mà nghĩ vậy không? Hồi nhỏ á, ba nghe cái nước câu á. Không phải, ba nghe cái câu là nước lã mà vã nên hồ. Cho nên mình nghe vậy mình tưởng người ta múc nước dũng á. Không, nhưng mà con nghe hồi đó, con nghe nước xương sáo á là nó vậy thiệt. Con nghe nói vậy. Nhìn. Làm gì đây? Chặt hành mi xu. Chặt không chịu rồi. Có thêm. Lâm chuyện gì tiểu thư nằm bên dũng nước. Chặt cái tấm hành này. Thử quậy hoài luôn các bạn. Quậy chừng nào cho nước thôi, thôi thôi. Mới lát một lát nó sẽ có bị giống cục nữa, nhưng mà không sao. Như cà phê. Cà phê sữa. Giống cà phê quá. Nè đưa rồi nè, thấy không? Kẹo đen, đen kẹo kẹo rồi nè, thấy không? Nhanh quá. Nhanh quá, sáng nhanh nãy rồi chưa được 5 phút nữa.
Ngon quá. Chừng nào nó sôi bùng lên mình vớt bọt là được. Hàng nhanh ha. Ừ. Dễ nãy giờ để lên chưa được 5 phút nữa. Dễ thì chứ. Vớt bọt, vớt bọt. Có tràn không? Không. Cái bọt này nó làm nó cái xương sáo của mình không đẹp thôi chứ không gì. Thơm quá. Nãy có đổ dầu chuối chưa? Con không nhớ rồi. Chưa có dầu chuối nha. Chừng nào mới đổ? Không đổ luôn hả? Ba nghe người ta nói là dầu chuối để trên cái ly á. Ủa gì hả? Ờ nó mới thơm. Ê mới đổ ra kẹo rồi. Nó nhanh kẹo lắm. Giọt nước cuối cùng nó kẹo rồi. Giọt nước cuối cùng kẹo quá, kẹo queo luôn. Nè coi trong nồi nè. Đó. Nó kẹo rồi đó, nó chạy 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 lên coi. Nhanh ha. Muốn khét rồi hả? Nhanh ha. Ờ. Khét luôn kìa coi. Trời ơi đây nè. Tí béo đó đó hả? Một đống này nè, đủ không nè. À. Xin chào các anh chị và các bạn. Bữa nay thì trời cũng nắng như mọi ngày, cũng nóng như mọi ngày. Nhưng mà mình muốn làm cái món gì đó, món chè hay gì đó ăn cho nó giải khát, ăn cho nó đã cái lúc nắng nóng nực á. Nhưng mà làm chè thì lâu quá, thôi bữa nay mình làm một món này nó nhanh lắm. Để mình làm cái món này để mình mời các bạn nha. Cái này được không? Cái này được không? Cái này được không? Cái này đi. Cái nặng quá ta. Sao nặng dữ vậy? Cái đó nó chưa khô, nó khô lúc còn xanh á. Ủa nó giật lúc còn xanh á. Có hư không ta? Mấy cái thúi tông không? Không biết nữa, không biết nó có bị nông nước chứ không. Lấy lại cái này đi. Cũng được á. Có bị nông nước thôi mà sao nặng. Đi lột dừa mà đi lột dừa mướn mà lột bằng tay kiểu này chắc biết bao giờ luôn. Giờ có máy lọc dừa bằng máy hết, biết không tiền? Không, con chưa thấy. Có cái lọc dừa bằng máy luôn, thảy cái dừa vô nó cạo cạo cạp 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 luôn, dằn hết luôn. Cũng được, không có bị nông nước. Cái món này thì giống giống như chè vậy đó, cho nên là nó sẽ có nước cốt. Thôi mình để nước cốt tươi hay là mình nấu? Nấu đi. Để trưa nắng mà uống cốc tươi không biết sao không. Đau buồn. Để mua mốt nhà mình đầu tư cái cùi khóm nào cho khỏe hả tiền? Nhà tao ăn dừa không à. Đầu tư cái cùi khóm cả cái mua tươi nữa mới được. Thì cái mua tươi cái cùi khóm cả triệu luôn á. Thế nào vậy thấy cực quá à. Quang cơm hả Quang, ăn cơm gì vậy? Ăn cơm với cây, canh khoai, khoai lăng, đúng không? Khoai lăng, khoai lăng với cá mòi, với cá mòi. Khoai lăng qua nấu hồi sáng nè. Qua nấu mà con nêm, nó nêm được. Nó nêm được mà chỉ tôi với treo nêm dở. Thì nêm ghét thì nó hành ngon, chứ đâu có ai mới nào nêm ngon đâu. Chưa đánh răng đi uống được. Trời ơi. Chắc cái nồi phải lo quá ăn mình. Trời ơi.
nó mình im chắc nó ăn mình đó. Thôi là cái kia gì tư xuống nêm lại qua chưa đánh răng nêm không được. Cái gì dính xuống đi nêm lại. Rồi mới đi vô đánh răng chứ là bà không có đánh răng đâu nha. Ghê quá. Ôi cứng rồi nè. Cứng lắm rồi. Cứng ngắt rồi nhưng mà nó còn ấm ấm nha. Nhưng mà nó cứng nè. Cái lớp trên này là cái gì vậy? Bọt á. Ừ. Nãy ba vớt bớt rồi đó qua. Rồi, còn nè. Ngon ghê chưa? Lần hồi làm cái ra ngoài luôn. Dạ. Cửa gì? Hai qua. Hai qua chơi. Thứ hai. Ừ. Bao nhiêu tiền? Ừ, thứ hai. Dắt nước cốt làm sinh sáo. Trời ơi. Ngon quá à. Rồi sẽ thắng nhiêu đây mà thắng nước cốt nhiều dữ vậy hả? Ăn nước cốt nhiều cho ngon. Ủa nạo hay là xay dừa? Thì nạo á, mới nạo xong á. Sao không xay á? Nhà này nó có củ khớp. Rồi tôi nạo. Nạo mệt chứ màu đi xay khỏe. Để có một cái. Này mấy bịch đây? Dạ một. Ôi một bịch mà nấu còn nhiều quá nha. Ừ. Lít nước thứ hai. Một lít nước là một bịch hộp. Dạ. Như nó nấu tại vì ăn không quen hôi quá. Nó phải cái lỗi nó hôi. Cái này tình thấy thơm nè. Thấy không? Khoảng Như với Phan Anh bữa đi đâu. Bữa đi đâu vậy hai vợ chồng nấu để trong tủ lạnh nó ăn sao thấy hôi quá không ạ. Ừ. Ăn thấy gì kỳ quá. Làm này tưa nắng làm này ăn nhanh thêm hai làm chè nấu lâu. Nó hồi nãy thì nó kêu nấu cơm nếp. Ừ. Nấu cơm nếp rồi làm muối mè chấm ăn. Ừ. Nó hơi ăn ở đó ăn buổi sáng buổi chiều ăn nổi nắng quá hầm quá không ạ. Giờ bắt đầu thắng là ăn đó. Dạ, giờ thắng là ăn. Hiếm hai ngồi chơi chút xíu ăn xiên sáo. Phải để đường thơm vô nữa hả? Dạ. Dầu chuối. Dầu chuối. Để đây chưa? Chưa. Giờ để nước cốt đi tiền. Cho nó thơm. Chị chừng nào nhắc xuống á. Chừng nào nhắc xuống rồi để. Nó mới thơm. Giờ để vô nó không thơm. Ừ. Bỏ miếng muối vô ha, như đây ha. Ừ. Nữa không? Chút xíu nữa. Muối cho nó mới nước cốt mà bỏ miếng muối mới ngon. Nó chạy nước cốt. Nó mới béo. Nước mặn lắm hay. Màu ha, có chút xíu màu sò ghê. Để bà vô bà làm miếng nước đường. Giờ bỏ ống này vô luôn chưa? Ừ. Nhắc xuống là bỏ được á. Nãy mới tính cắn rồi, nó cay. Cay chịu nổi luôn. Chị ba ơi. Ừ. Thôi thử. Bà ăn cơm xong qua no quá à. Nhìn cái mặt là biết liền. Đúng rồi à, thắng thì đi đâu qua. Mà sao qua không ăn qua đói phải không? Chứ ai hỏi kìa. Thắng thì đi đâu? Dạ sáng giờ con nhà nãy con mới qua bên bên kia. Bên bên ấp 7 á, đi chơi chị hai. Hỏi gì bà? Ừ. Bỏ hết luôn hả? Ừ. Qua đi chơi, gói đi ăn này nè. Ngon lắm. Nấp rồi. Kiếm cha hay gì? Cho nó lạnh ăn cho nó ngon các bạn. Ướt hết luôn à. Làm gì mẹ? Cái bự má tốt quá nó mọc lên ngay bông sứ của mẹ mà cái sứ cái bông mới thành nó bọc trổ bự vậy nè. Mà nay sao nó nước mặn nó teo lại còn có chút. À, cái này là mẹ tưới bằng nước đóng cây nè, nước giếng khoan nè. Trời ơi cái bông này nó đẹp dữ lắm, nó đẹp như cái bông hầm vậy đó. Mà nay săn sóc nó hổm gầy sao nó trổ bông cái chung. Vậy cái rau má này bớt ăn được rồi mẹ. Rau má này vừa trồng bông mà vừa trồng rau ăn nữa nè. Thấy không? Mấy cái bông giấy mình hôm Tết nay nó trổ lại rồi nè Dung. Thấy là đẹp ha. Vô ăn xương sáo nè. Chút vô thứ hai uống hai vô ăn này chút thêm vô rồi ăn luôn. Cái bông trang của mình nay cũng ra cũng nhiều bông. Dung chịu bông giấy màu này không nè, con này nè. Nè màu trắng nó pha, trắng nó pha nè, trắng nó pha tím nè, đẹp hết sức không. Hồng mà trắng hồng. Bây giờ người ta làm nhiều màu á. Một cây là ba màu phải không? Từ hôm Tết tới nay mà trổ hoài luôn. Trổ hoài luôn, ngon hết, đẹp hết kìa. Vô mà cái cây này phải ba màu không? Nè đúng rồi. Nè màu này, rồi màu này, rồi màu trắng nữa. Ừ. Hả? Ừ. Một cây người ta thấy người ta ghép vô ba màu lận. Mẹ chịu trắng pha tím gì nè.
Cái hoa tím đó, nó coi nó dễ thương hay ghê vậy ha. Mình con đó. Con này con chỉ màu này. Chỉ màu nào? Màu cây son hả? Son môi. Son môi. Nó ra. Xài hết biết không chưa? Nè. Thấy không? Mình chùm luôn. Này kêu mình chùm bông giấy nè. Ồ dừa luôn. Xuống dưới không dừa nè. Không dừa nè. Xương sáo á cô Tư. Quang xương sáo cô Tư ơi. Dạ. Thì con ngồi trên đó đi. Con ngồi đó đi con. Uống tài văn tài đó. Bây giờ mình hay đen đè lạ với ta. Cô Tư mới mở mắt phải không cô Tư? Ừ, mới mở mắt về mà nay đừng cần. Con đang tìm. Hèn chi cô Tư đeo kiến, cô Tư không thấy rõ. Không, nghe thấy nay nè nè. Bạch quá trời, vô hồi sáng người ta la mấy kiến cơ mà. Giận quýnh lộ này gì hơn có làm hả? Giận quýnh nè. Ờ, mấy điện thoại hả, động cái nó là mẹ. Không rồi. Có thằng này không thì phải ra hà con nó nữa trời ơi, nó mệt quá trời. Thú ơi. Kè 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 kè. Về. Mẹ đúng rồi mẹ, nãy con chị hai bỏ nó cái chị hai chỉ đứng chỉ nói chuyện con xa xa cái anh Bình ngồi xa xa. Qua. Wow, nhìn qua y chang mẹ quá dữ quá. Có mấy anh nhìn con sao anh thấy con giống mẹ. Lấy cái không? Lấy cái này vô. Bà này thì đây con. Nó mà vô tập lớn ngày mai vô con to lên lại. Đẻ đủ đâu. Đó không đủ. Đẻ ít thôi. Cái này nè. Này nấu chắc cũng còn dễ hơn. Dễ hơn xu hả? Trời ơi, xu nó bài với nó lại đổ, đừng nghĩ đổ không. Cái thằng này nó nghe còn nói nó không nghe, nó chấm trơ, chấm chắc mà nó lì. Nãy ngoài đi đưa cho điện thoại nằm im mà nằm chơi ngồi. Nó lấy lại cái là mà chơi hoài hết. Nước đường nước nó cốt xuống giờ bà chưa? Nước nào thức cũng vô bụng. Nước cốt, nước đường. Nước đường muốn mũi nó đau, muốn mũi rồi ai ai hiểu bỏ đi. Hắn nước đường con dắt luôn nè. Ừ. Thôi để xuống đi, để xuống ngay. Mũ đi, để xuống ngồi. Ngồi xuống. Hơi này nhiều không? Rút lại. Ngon quá. Để đường cho dầu chuối thơm ha. Quên đi. Dạ, vani vô nước cốt á thì cô Tư. Ừ. Dầu chuối á. Đường trong. Dầu chuối là vani hả? Dầu chuối á, dầu chuối, cái ống dầu chuối nó cũng thơm, cái ống vani nó nhỏ, ống dầu chuối nó thơm. Ống này ống dầu chuối. Ống dầu chuối. Qua bút nước đường chưa? Rồi. Mở ly bút hết rồi hả? Ừ. Rồi bút nước cốt đi. Dưa cô Tư. Đi. Ống dầu chuối nó thơm. Hai rồi ta. Cô Tư. Ừ. Hai chút qua giờ. Ừ, để vừa hai chút qua rồi ta ăn cô Tư. Nói cho hấp dẫn rồi. Trưa nắng ăn cái này ngon. Trưa nắng hè. Cái này với bánh lọt. Dạ. Ăn chè. Chè. Nè, bánh lọt để ngâm đá vừa lạnh lạnh. Vừa nắng. Ăn su. Nghe tôi nói su ơi, su. Đường su miếng. Đường su, đường su nữa. Su nó biết chứ. Biết cái đen rồi mình lì. Mốt ngoan mới cho ăn ngang lì, lẫn cho ăn ngang su. Nó ngoan trong ngoan. Nó muốn lì quá. Đâu rồi, bên, bên, bên đây. Đâu rồi, chạy đâu rồi. Bên. Mẹ. Mẹ. Ngon quá. Xin mời mọi người nha. Xin mời ông bà cô bác. Ăn đi cô Tư. Còn quan tiền khỏi mời. Không mời cũng ăn. Qua ăn xin xáo cũng qua là con dung làm ngon. Nè xuống ăn có để cái ấm nó thơm kìa. Nó cốt bé rồi. Có. Không, mấy nhà mấy lít nước, mấy dư nhà không? Mấy lít nước. Dư là nhiều dư là 12. Chị ban ly. Thôi đừng cháy nữa. Ăn su. Ăn su. Ăn su. Ăn cháo cơ gì vậy? Xin mời các chị và các bạn nha. Tiền làm gì, tiền làm ngon quá. Ngon không su? Ngon, ngọt không? Nghe đi năng đi. Dầu chuối nó thơm ghê luôn. Ôi, mấy bạn xin cháo nè. Dầu chuối này mà mình ngon không? Mình xào mứt dừa rồi mình để vô nó thơm nè. Ngon quá, rồi thơm ngon quá. Quá chắc. Chị Dung với bà Tư nấu ngon quá. Cái vanilla thì là từ cái cây luôn, cái bông của cái cây hay gì á. Ừ. Hay là cái cây gì con không biết. Nhưng mà ta cạo từ cái cây ra luôn. Ơi. Hả? Chị hai con. Để qua ăn cái đi.
Vô đây ăn ăn sáo, đi ăn sáo thôi. Ngồi rồi. Ăn gà. Nước ăn. Nước ăn gà. Này nè, ngon quá. Ôi ôi gì đây ngon. Ngon không? Biết chưa, trời nắng mà uống nước không ngon à, ngộ vậy. Chắc nước bà, à. Mỗi lần bà nằm ở cái bên đây nè. Trời nắng này ăn tầm bậy bà, không ăn cơm nữa, uống nước, ăn chân sáo. Trời con xài. Xài uống nước lạnh nhảy ăn này, bánh lọt. Hay kia vậy á, ngon. Đúng rồi. Ngon. Cái gì có lúc cốt rồi cũng hết. Lần như bà bãi rồi, tháng nắng bà gánh bà đi bán, múc không kẹp. Bây giờ em cứ chim nó nè, bà mệt thì bà nghỉ, bà không có lần nữa. Bà mình bà vừa bán nè, bán nè. Bánh sữa đậu nành với bánh lọt. Ngon. Ủa đáng gì ấy. Nhất là bánh lọt cũng tươi, bánh đắt lắm. Tháng nắng người ta biết. Có sát dừa. Đây mình lụm. Bánh nó cốt dừa, nó béo. Béo, ngọt. Nè, uống đi. Ngon chưa? Ngon không? Uống cái con này nè. Con quậy lên. Quá sợ uống gì hết. Xương sáo này có cái cây xương sáo mà ở miền Trì Vinh đó, nó trồng dữ lắm. Mà lần thấy đò hả? Gì? Làm gì mà ăn mà dính lên tới lên nữa. Đò đại đức nó chở bao bao vậy cái khu queo hàng cái hỏi bà ngoại cây gì vậy, bà ngoại nói là cây xương sáo. Nước này ngon nè. Tao lấy cái nước cho bà ngoại sáo á. Nước này nè, nước này ngon nè. Có liều lượng. Có liều lượng. Nước gì nước này nè. Giờ thì nó sai hết rồi. Hả? Nè cái bột nè. Nhà sai hết rồi. Nhà tôi sai chứ hồi đó. Nước này ngon nè, uống rồi nè. Mày múc mà múc xong rồi chở về bánh xe. Ờ đi mày múc đổ đi đi mày đi múc chở về bánh xe là bán. Mà đi đi. Giết tao đi. Ăn cái ngày gì bánh bận. Mình đổ ly của mình qua cho mẹ. Không có nước đá. Mẹ hết nước đá. Ngon quá. Không được, cùng chưa nó còn ta lâu mũi. Ăn cái này dễ hơn ăn chè tại vì nó lỏng lỏng mà nó vừa ăn nó vừa ngọt chứ nó không có phải là ngọt ngay, có những chè mà nó ngọt ngay ăn không có nổi. Chưa nắng ăn không có nổi. Ngon này ngon đi. Mẹ tính là cái cây dương sáo trồng được mình thôi để kiếm trồng mình ngâm cũng được. Sao mình nấu rồi mình nấu cái cây nó ra cái nước ở đâu vậy ba? Bữa hổm ba có mua bịch hộp dương sáo kìa mà trồng nó không lên. Vậy ba? Vậy mẹ hả? Trồng được. Mình có thì mình mua cái cây gì mình trồng để giờ mình gieo nó lên thôi chứ gieo lên thì sống cái gì? Thấy xù ha. Nói chuyện hồi ra mẹ rồi. Nói chuyện hồi thấy chất hờ luôn. Không được. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video của mình nha. Nếu bạn thấy thích thì nhớ like và nhấn nút đăng ký để xem những video tiếp theo của mình. Còn bây giờ thì cả nhà mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Ứng đường không? Bà ngoại nè. Rồi. Rồi hả? Trời ơi trời, nãy giờ luôn. Chưa chơi hai với thằng Kem. Kem tắm luôn. Cái gì vậy? Gì vậy? Con cũng còn ly mà, còn ly của con kìa. Đâu? Đó. Ngồi đi luôn đi ăn. Đây có rồi Kem, ăn đi. Con này. Ngồi xuống xíu. Ở tư lại đó cho nó lại đây nó ngồi với Kem nè.